Đây nghe nè, bông súng mà cũng súng mới nhổ hồi chiều nha, mới kêu người ta nhổ hồi chiều nè. Đây là 50 kg nha, 50 kg đây và cái bao nhỏ luôn nha, tại mình xớt qua, nên cho nó thái chút ha. Đây nè, súng nha, ấy mình bán là cái cuộn súng là nó sẽ khô nha anh em, đó mình sẽ để cho khô chứ không có để ướt nhẹp căng cho ta nha. Đó, nó có thể hao hụt một tiếng nha, tại mình căng rồi căng lúc nhổ lên đó, rồi lúc mà mình để cho nó khô ra ngoài cho ráo á thì nó sẽ như thế này nha. Ừ. Đó, anh em cũng súng rồi thấy không, nó ráo rượt luôn rồi thấy không, đó nè anh em thấy không, nó cái rễ nó sẽ ra là như thế này nè, đó nè anh em thấy không, cái cuộn súng là nó sẽ cái này nó sẽ lên một cái bông súng này nha, đây nè, nó rất là mạnh luôn. Nha. Anh em về mà nó có những cái nó có gãy những cái này á là không sao hết cho anh em. Tuy cái đó là cứ 1/1000 của cái bông súng, cái cuộn súng này thôi. Nè không? Đó. Bây giờ củ bự quá anh em ít phải không? Bẻ ra. Củ bự quá bẻ ra để mình trồng cho số lượng nhiều nha. Đó. Tại vì mình nhét một củ này xuống thì nó lên một chỗ đó thôi, mình bẻ làm hai á, nếu mà nó có mắt cái nha mình bẻ ra, còn củ bự thì phải vào chặt ngay trời nha. Củ mình là căn củ khô nha, thường người ta căn củ ướt không à, ướt nhem luôn á. Nha, nghe thấy không, củ xuống nó sẽ nó như vậy nha, có củ lớn củ nhỏ nha, củ chưa vừa gì là chầm ngon nè, nó củ nhỏ này nè, củ nhỏ thì nó lên thì cũng cũng mạnh đó nha, chứ không phải là không lên mạnh đâu nha. Rồi cái gì tắt rồi.